Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philip quê ở Bethania xứ Galilea và nói với ông rằng: Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Philip đến nói với Andre, rồi Andre và Philip đến trình Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật ta bảo thật các ngươi, nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cho ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: Ta đã làm vinh danh ta và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông dân chúng đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại nói: Một thiên thần nói với ngài. Chúa Giêsu đáp: Tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử. Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta được đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Đó là lời Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay một lần nữa chúng ta được nghe bài phúc âm trước khi Chúa Giêsu bị bắt và bị chết, thì ngài biết giờ của ngài sắp đến. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt. Đó là quy luật tự nhiên mà mỗi người chúng ta được cảm nghiệm được trong đời sống của mỗi người chúng ta. Để đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn, nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh một điều gì đó trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ví dụ như một cặp vợ chồng, nếu mà anh chị muốn lấy nhau thì anh chị phải biết rằng khi cái ngày mà mình hứa thề hứa với nhau trong nhà thờ trước hai gia đình là chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời, thì chắc chắn mỗi người trong anh chị chúng ta biết rằng chúng ta phải hy sinh một điều gì đó. Cái đời sống độc thân sẽ không còn nữa. Chúng ta sẽ đi vào một cái đời sống mà chúng ta không sống cho chúng ta, nhưng chúng ta sống cho gia đình của chúng ta. Mà không chỉ là gia đình, là vợ hay là con cháu trong gia đình của chúng ta, nhưng chúng ta còn sống cho cái gia đình của bên vợ hoặc bên chồng. Đó là một cái cuộc hy sinh khi chúng ta đi vào một cái đời sống hôn nhân. Đáng tiếc thay, có nhiều anh chị em, nhiều cặp anh chị em trẻ bây giờ họ sống gọi là sống trước khi lấy nhau. Tiếng Mỹ nó gọi là cohabitation, là sống tạm, sống thử. Ở nhiều khi chúng ta hỏi những cái cặp trẻ đó, tại anh chị em có yêu nhau không, thì họ nói: Thưa cha, con yêu nhau lắm, nhưng mà con chưa có sẵn sàng để chia sẻ cái checking account của con với cái người đó. Con yêu lắm, nhưng mà con chưa có sẵn sàng để, vì nếu mà chúng con gặp khó khăn trong đời sống của gia đình của chúng con, thì chúng con sẽ tách ra mỗi người một hướng. Đó, chúng ta thấy cái tình yêu đó là một tình yêu mù quáng. Yêu nhau nhưng chưa sẵn sàng để chết cho nhau. Cái tình yêu đó không phải là tình yêu thật sự. Và chúng ta thấy cái tình yêu thật sự ngay trong gia đình của chúng ta. Nhiều ông bà và anh chị em ở đây chúng ta đã cảm nghiệm được rằng có thể phí mạng sống của mình vì đứa con của mình. Khi chúng ta có một cái bào thai, mang thai đứa con của mình trong bụng, chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao. Có nhiều người chết khi chúng ta đang sanh đứa con của mình. Nhưng chúng ta biết cái sự khó khăn, biết cái nguy hiểm, những cái điều đó không cản trở chúng ta. Vì chúng ta có niềm,
tình yêu cho người chồng của chúng ta, chúng ta có tình yêu cho đứa con trong bụng của chúng ta, nên chúng ta sẵn sàng dù phải có thể mất mạng sống của mình, nhưng chúng ta vẫn cố gắng để giữ cái bào thai đó. Đó là một cái tình yêu hy sinh, phí thí cả mạng sống của mình. Và tình yêu đó là Thiên Chúa đang nói trong cái bài phúc âm ngày hôm nay. Trong đời sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta hãy quay lại với chính đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc, thì chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho gia đình của chúng ta. Hãy dành nhiều thời giờ cho gia đình của chúng ta. Hãy nói những lời yêu thương thay vì những lời học hành, những lời trách móc. Hãy nhìn những cái đẹp đẽ của nhau, chứ đừng có nhìn những cái xấu của nhau, để rồi chúng ta cảm thấy quá nhiều thánh giá trong gia đình của chúng ta, trong hôn nhân của chúng ta. Nên chúng ta hãy cầu nguyện cùng nhau để chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Với cộng đoàn của chúng ta, nếu chúng ta muốn một cộng đoàn mạnh mẽ, muốn cõi nhà thờ đẹp đẽ, thì dĩ nhiên mỗi người chúng ta phải bỏ một tí công ra, bỏ nhiều công sức để chúng ta volunteer, để chúng ta làm việc để giúp nhà thờ lau chùi, hoặc là bỏ nhiều thời giờ của chúng ta, bỏ công sức, cái tài năng của để làm một cách nào đó cho nhà thờ của chúng ta đẹp đẽ hơn. Nếu chúng ta có đời sống đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn, thì chúng ta phải bỏ thời giờ để chúng ta học hỏi. Nhiều khi chúng ta nói, ồ thưa cha, đời sống đức tin của con nó khô cằn quá, con cảm thấy có nhiều cái suy nghĩ mà chúng con nghi ngờ về đời sống đức tin của con, về đời sống của Công giáo. Chúng ta nghi ngờ rồi chúng ta ngồi đó, chúng ta tiếp tục nghi ngờ năm này sang năm khác. Hay chúng ta dùng cái thời giờ con nghi ngờ, do đó khi giáo phận, khi nhà thờ, khi cộng đoàn có những buổi tĩnh tâm, có những cái ngày để chúng ta học hỏi về Kinh Thánh, về giáo hội, chúng ta có sẵn sàng bỏ cái giờ của chúng ta ra để chúng ta tìm hiểu hay không? Nếu chúng ta chỉ ngồi để trách móc và đòi hỏi đức tin của chúng ta thăng tiến, gia đình của chúng ta hạnh phúc, cộng đoàn của chúng ta thánh thiện, mà chúng ta không làm điều gì, chúng ta không có muốn hy sinh, thì cái đời sống của chúng ta rất là tẻ nhạt. Vậy thưa ông bà và anh chị em, chúng ta đến với nhau để nhắc nhở chúng ta một điều thật rằng, càng mưu cầu cho càng bản thân, khi chúng ta càng bám vào bản thân của chúng ta, càng chú tâm vào cái đời sống của cái gì tôi muốn, mà không nghĩ vào những cái điều những người xung quanh muốn, thì chúng ta không có tìm được cái điều chân lý mà chúng ta đang tìm kiếm, đó là sống thật với chính mình. Khi chúng ta cứ bám vào, cứ tránh đi, thấy cái gì đau đớn, cái gì đau khổ là chúng ta tránh đi, chúng ta không muốn hy sinh, thì những cái điều đó cũng làm cho chúng ta tránh xa cái con người mà Thiên Chúa muốn chúng ta. Do đó có những em lười biếng không học hành mà muốn được điểm cao là cheating, là copy bài của người khác. Một ngày nào đó chúng ta bị bắt rồi chúng ta sẽ bị điểm kém. Rồi có những anh chị em chúng ta không muốn làm việc khó khăn, chúng ta giành giật khách của nhau, hoặc là chúng ta trong sở làm chúng ta viết làm 5 giờ, viết 7 giờ. Những cái đó là chúng ta chỉ có lừa dối chính chúng ta. Nhưng một ngày nào đó khi mà người khác bắt gặp mình thì người ta không còn tin tưởng mình nữa. Đời sống hôn nhân cũng vậy. Chúng ta chỉ muốn làm một cái điều đó, chúng ta đòi hỏi rằng cái sự khao khát, cái niềm vui, cái xác dục cho chính mình. Nhưng chúng ta nghĩ rằng người khác không biết, nhưng cuối cùng vợ, con hay chồng mình biết, rồi lúc đó ăn năn không kịp. Tất cả bất cứ một cái điều gì đó cũng đòi hỏi sự hy sinh, thưa ông bà và anh chị em. Nên ở đây, nghe các anh trẻ, nếu mình thấy có ai đẹp đẹp thì mình cũng ráng nhắm mắt lại, lạy Chúa xin cho con tránh xa dịp tội để con luôn sống đẹp với vợ, với con của con. Đó là những cái điều, những cái cơn cám dỗ đến rất là tầm thường, rất là thường xuyên trong đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta luôn luôn tỉnh thức mình là ai, mình phải làm gì, thì luôn luôn có lời cầu nguyện xin Chúa giúp con vượt ra cơn cám dỗ trong đời sống của con, thì chúng ta sẽ vượt qua, Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta. Tất cả những điều này đều đòi hỏi cái sự hy sinh, thưa ông bà và anh chị em. Vậy hôm nay chúng ta đến để xin Chúa. Chúng ta đã bắt đầu đi cuối mùa chay rồi, tuần tới là chúng ta bắt đầu vô lễ lá rồi, lễ lá xong rồi đến lễ phục sinh. Nên chúng ta quay lại
trong suốt 3 tuần, trong suốt 5 tuần vừa qua, chúng ta đã sống như thế nào? Chúng ta có thánh thiện hơn không? Chúng ta có trở nên người con sống đẹp lòng Chúa hơn hay không? Chúng ta có làm vui lòng vợ hay chồng mình hơn hay không? Chúng ta có xây dựng được cộng đoàn của chúng ta trong suốt 5 tuần vừa qua được thánh thiện hơn hay không? Điều gì mà chúng ta phải hy sinh để chúng ta đánh đổi được những điều chúng ta mong muốn? Nên khi chúng ta nghĩ trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta đưa ra một cái chương trình gì đó để chúng ta sống, thì một cái bước thứ hai là chúng ta nghĩ những cái hy sinh mà chúng ta phải làm. Xin Chúa cho chúng ta có sức mạnh để vượt qua được những cái hy sinh đó, không sợ hãi, vì Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta để làm được điều Thiên Chúa và chính chúng ta mong muốn. Để kết thúc bài giảng hôm nay, con xin cùng chúng ta cùng cầu nguyện cái lời kinh mà Thomas Merton cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, lạy Chúa, con không biết mình sẽ đi đâu, con không biết thấy đường phía trước của con không biết điều chắc chắn nơi mà con sẽ kết thúc. Con cũng không thực sự biết chính bản thân của mình và việc con nghĩ con đang làm có làm theo ý muốn của Chúa hay không. Nhưng con tin rằng lòng khao khát làm vui lòng cha trên thực tế là làm điều làm cha vui. Và con hy vọng, con có mong muốn điều đó cho tất cả những gì con làm. Và con biết rằng nếu con làm điều này, cha sẽ dẫn con đi đúng đường, mặc dù con có thể không biết gì về nó. Lòng khao khát để làm vui lòng cha sẽ cho con cái sức mạnh để vượt qua được những khó khăn trong đời sống của con. Với cha, con sẽ không sợ hãi vì cha luôn ở với con và cha sẽ không bao giờ để con đối mặt với những nguy hiểm trong cuộc đời của mình. Mặc dù đường con đi, đôi lúc con không biết con đang đi đâu, nhưng có Chúa, con luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen.